Phương Thanh bị người không quen biết lợi dụng tên tuổi để lừa đảo. Chuyện các nghệ sĩ bị kẻ xấu mạo danh lợi dụng tên tuổi để lừa đảo, trục lợi cá nhân diễn ra như cơm bữa. Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Thanh bất ngờ đăng tải một bài viết khá dài bày tỏ bức xúc vì bị một người tự xưng là tài xế riêng của cô để đi lừa đảo người khác. Theo đó, người lợi dụng tên tuổi Phương Thanh là dân cá độ đá bóng đi lừa người khác lấy số tiền 500 triệu rồi bỏ trốn. Khi biết được sự việc, giọng ca trống vắng cho biết cô không có trợ lý, tài xế hay quản lý như các nghệ sĩ khác. Hàng ngày, Phương Thanh được em trai chở đi diễn, còn tất cả những việc khác đều do cô tự quyết định, ngoại trừ chồng con vì muốn tự quản lý cuộc đời. Vừa có một con nợ cá độ đá bóng, nổ là tài xế riêng của em, hốt của người ta mấy chục ngàn đô la Mỹ, khoảng 500 triệu bỏ trốn rồi nha. Bất kể ai đi chung với em mà đem em ra để lấy uy tín lừa đảo mọi người là em chối nha. Phương Thanh viết như vậy. Chỉ sau vài giờ đăng tải, dòng trạng thái của Phương Thanh thu hút hàng nghìn lượt like, bình luận và chia sẻ. Phía dưới dòng bình luận, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng có viết: "Trời, bày tỏ sự bất ngờ, còn ca sĩ Lều Phương Anh cũng sốc không kém. Gì ghê vậy chị?" Đây không phải là lần đầu tiên Phương Thanh gặp rắc rối. Ít ai biết trước khi bị lợi dụng tên tuổi, nữ ca sĩ từng suýt mất một căn nhà tiền tỷ vì bị lừa ký giấy bán nhà. Phải nhờ công an can thiệp, khai báo nhiều lần, cô mới giữ được căn nhà nhưng không có giấy tờ.